khi lính Mỹ phải hành quân hay là đồn trú trong rừng rậm. Tự nhiên thì thường mang đến những điều không thể ngờ của nó. Để thách thức sự gan dạ của lính Mỹ, mà điển hình nhất trong số đó có thể kể tới đó là những loài côn trùng khổng lồ. Theo đó thì những loài bò sát và côn trùng khiến lính Mỹ sởn gai ốc trong rừng rậm Việt Nam đã có đủ không gian và thức ăn để phát triển đến mức độ khó lường, vượt xa những gì mà người Mỹ có thể tưởng tượng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà sang Việt Nam thực hiện một cuộc chiến tranh xâm lược thì binh lính Mỹ đã phải đối mặt với một cuộc chiến tranh nhân dân phát triển ở mức độ cao và một cuộc chiến không rõ ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương. Và dù được bảo vệ ở trong một căn cứ nghiêm ngặt, thế nhưng họ vẫn có thể bị biến động tấn công. Tuy nhiên thì không chỉ có người dân Việt Nam chống lại họ, mà các loài sinh vật từ nhỏ đến lớn cũng gây ra những nỗi sợ hãi kinh hoàng cho binh lính Mỹ. Và trong video ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu lính Mỹ và nằm cơn ác mộng tồi tệ ở trong rừng Việt Nam ở trong video ngày hôm nay nhé! Đối với bất cứ lính Mỹ nào đã từng tham chiến tại miền Nam Việt Nam thì mối đe dọa đến mạng sống của họ không chỉ đến từ quân giải phóng mà còn đến cả từ thiên nhiên khi họ phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên rừng già. Phần lớn các binh lính Mỹ trước khi tới Việt Nam, họ thậm chí còn không biết vùng đất này nằm ở chỗ nào trên bản đồ. Chỉ khi đặt chân tới đây thì họ mới nhận ra đây chính là địa ngục. Và trong một bài viết trên tờ báo We Are The Mind, cây bút Blake Stilwell đã tiết lộ một mối đe dọa ít ai biết tới mà lính Mỹ cũng như là chư hầu luôn phải đối mặt trong suốt thời gian tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Theo đó, ngoài mối quan tâm chính là quân giải phóng thì lính Mỹ còn phải đối mặt với các kẻ thù khác đến từ tự nhiên, mà cụ thể hơn ở đây chính là những khu rừng ở miền Nam cùng với các loài động thực vật sinh sống trong đó. Và với lính Mỹ, cuộc chiến giữa họ với rừng già Việt Nam đôi lúc còn khốc liệt hơn cả chiến trường. Và dưới đây là năm cơn ác mộng tồi tệ nhất mà lính Mỹ thường xuyên phải đối mặt bên trong rừng rậm Việt Nam. 1. Những con côn trùng khổng lồ. Khi lính Mỹ phải hành quân hay là đồn trú trong rừng rậm, tự nhiên thì thường mang đến những điều không thể ngờ của nó. Để thách thức sự gan dạ của lính Mỹ, mà điển hình nhất trong số đó có thể kể tới đó là những loài côn trùng khổng lồ. Theo đó thì những loài bò sát và côn trùng khiến lính Mỹ sởn gai ốc trong rừng rậm Việt Nam đã có đủ không gian và thức ăn để phát triển đến mức độ khó lường, vượt xa những gì mà người Mỹ có thể tưởng tượng. Và trong bài viết của Blake Stilwell thì cây bút này có giới thiệu tới độc giả một bức ảnh binh sĩ Mỹ chụp cùng một con rết khổng lồ dài khoảng 80cm bắt được ở trong rừng Trường Sơn. Con vật trong bức ảnh này có tên khoa học là Scolopendra, hay còn gọi là rết Việt Nam hoặc là rết rừng rậm. Loại côn trùng này cực kỳ hung hăng và vết cắn của nó có thể khiến nạn nhân như ở trong địa ngục. Tuy nhiên thì những con rết khổng lồ chưa phải là tất cả, khi còn một loài côn trùng khác còn đáng sợ hơn, đó là bọ cạp khổng lồ, luôn là nỗi ám ảnh của binh sĩ Mỹ trong những đợt hành quân qua đêm trong rừng rậm. 2. Đến kiến lửa cũng không thích người Mỹ. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một chiếc xe tăng và xe thiết giáp nào đó, đang húc đổ cây cối trong rừng rậm thì đột nhiên bạn đâm nhầm một cái cây và đầy những ổ kiến lửa ở trên đó. Những con côn trùng này được lính Mỹ báo cáo lại là miễn dịch với thuốc xịt côn trùng tốt nhất. Và nó khiến binh sĩ ngồi trong xe phải chọn lựa. Một là phải đối mặt trực tiếp với hỏa lực của quân giải phóng. Hai là ở yên trong xe để chịu kiến đốt. Và kiếp xe hoặc là phải chui ra khỏi xe hoặc là phải lột sạch quần áo để nuôi kiến. Và dường như thì chúng không bao giờ tấn công người Việt Nam. Quả đúng là nhân dân ta đã không ưa và căm thù rồi, đằng này được cả loài kiến cũng căm thù nữa, quả thực là quá đen mà. 3. Cây cỏ biết giết người. Theo nhiều trường hợp được ghi nhận,
thì các binh sĩ Mỹ tham chiến ở Việt Nam đôi khi bị nhấc lên khỏi xe, chiến đấu hoặc ở trên các phương tiện cơ giới vì các loại cây dây leo trèo thấp. Những cây dây leo này thoạt nhìn thì có vẻ vô hại, thế nhưng ngay khi chạm vào, chúng thì chúng lại liền co lại và chụp quanh cổ và tay của nạn nhân. Những loại dây leo này được đặc biệt dành là chờ một phút. Tuy nhiên đó chỉ mới là sự bắt đầu khi những loại cây và hoa đẹp nhất trong rừng rậm của Việt Nam cũng là những thứ giết người nhanh nhất. Những loại cây cỏ như hớt brick grass, chì ngót nghèo hay là hoa twister cross và cây brush cross chứa độc tố đủ mạnh để giết người hay ít nhất là gây mù loa khi tiếp xúc hoặc nuốt phải. Dù các trường hợp trên khó xảy ra, thế nhưng vẫn có binh sĩ Mỹ gặp họa vì những loại cây cỏ trong rừng rậm của Việt Nam. 4. Kẻ thù đến từ bóng tối. Bạn có biết loài động vật nào thích nơi nóng ẩm và nhiều bóng râm? Đó chính là loài rắn, mà ở Việt Nam thì rắn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Theo đó, trong môi trường tự nhiên, nhất là trong rừng rậm, vốn được xem là nơi lý tưởng để cho các loài rắn bò sát phát triển. Và các binh sĩ Mỹ khi hành quân vào trong rừng đều được khuyên rằng hãy coi tất cả những con rắn họ bắt gặp là rắn độc, bởi vì hầu hết chúng đều có độc. Và trong rừng rậm của Việt Nam, đầy rẫy những loài rắn độc nguy hiểm như rắn hổ mang, rắn cặp nong, rắn lục và nhiều loại khác. Nếu những con rắn nào không có độc thì chúng cũng là những gọng kìm khổng lồ và đủ sức giết chết bạn trong một giấc ngủ ở rừng rậm. 5. Linh Mỹ chạm trán Chúa Sơn Lâm. Khi chúng ta đã nói đến những con rắn khổng lồ bên trong những khu rừng thì thật là thiếu sót nếu không nhắc đến các loài vật khổng lồ sống trong tự nhiên ở Việt Nam. Khi mà các khu rừng ở Đông Nam Á vốn được xem là nhà của nhiều loài hổ, báo và gấu hung dữ. Tuy nhiên thì những loài vật trên chỉ là những kẻ săn mồi, bởi vẫn còn các loài động vật khác còn đáng sợ hơn. Đó chính là voi rừng, trồng nước và bò tót, những con bò khổng lồ, những con vật sẵn sàng lao vào giết người điên cuồng, đến khẩu M16 cũng không thể ngăn chặn được nó. Mặc dù những loài động thực vật kể trên nghe có vẻ như đã đáng sợ, thế nhưng chúng lại không có khả năng xóa sổ hoàn toàn một đơn vị lính Mỹ như cách mà muỗi rừng đã làm khi chúng mang đến bệnh sốt rét. Theo đó, muỗi mang đến bệnh sốt rét, bệnh dịch phổ biến nhất trong các bệnh dịch ở miền Nam Việt Nam. Mặc dù quân đội Mỹ đã phân phát thuốc cho từng binh sĩ, nhưng vì loại thuốc này quá khó uống cùng với yêu cầu chiến đấu nên không phải lính Mỹ nào cũng dùng đủ liều lượng cần thiết để chống lại được bệnh sốt rét. Và kết quả của việc đó thì hàng ngàn binh sĩ của lính Mỹ đã bị nhiễm sốt rét trong thời gian người Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Bệnh dịch này còn làm suy giảm nghiêm trọng sức chiến đấu của quân đội Mỹ cũng như nhiều nước chư hầu ở Việt Nam. Cá biệt thì có một trường hợp ghi nhận, bệnh sốt rét và các loại bệnh dịch khác từng suýt xóa sổ một đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ thay vì trong chiến đấu. Bên cạnh đó thì còn do địa hình hiểm trở với nhiều cây cối, khe núi, khí hậu thất thường thì cũng khiến sự trợ giúp của trực thăng Mỹ trong việc di tản thương binh gặp khó khăn. Và thường thì binh lính Mỹ phải tự gồng gánh nhau di chuyển một đoạn dài từ chiến tuyến tới bãi đáp thì mới có thể đón được trực thăng. Và cái nóng trong rừng rậm có thể lên tới 40 độ C, kèm theo độ ẩm 100%, khiến những binh lính Mỹ khỏe nhất thì cũng phải tỏ ra mệt mỏi khi đang mang theo trên mình vài chục kg thiết bị hay vũ khí. Thậm chí thì lính Mỹ còn có thể bị đánh ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào bằng cả những vũ khí thô sơ trong một cuộc chiến tranh của nhân dân. Ngoài số bị thương vong trong các trận giao chiến với lực lượng vũ trang của Việt Nam không ít, lính Mỹ đã bị thương hoặc tử vong vì những cái bẫy du kích khi họ tham gia các cuộc chiến dịch càn quét vào các chiến khu. Những cái bẫy của người Việt Nam được bố trí rất hiệu quả. Vì vậy, khi sang chiến tranh tại Việt Nam thì đây luôn là những điều và là những nỗi ám ảnh của người Mỹ. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về 5 cơn ác mộng tồi tệ của binh lính Mỹ trong rừng Việt Nam rồi, đúng không nào?
Và mặc dù chiến tranh đã qua đi, hòa bình đã lập lại, thế nhưng những nỗi ám ảnh, những nỗi sợ hãi kinh hoàng thì vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí những người đã từng tham gia chiến tranh tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Và video đến đây là hết rồi. Cảm nghĩ của quý vị và các bạn sau khi xem xong video này như thế nào? Hãy comment ý kiến của mọi người ở bên phía dưới bình luận nhé. Và nếu quý vị và các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và share để ủng hộ cho Giải Mã TV. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.